Viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh ạ. Em xin kính chào thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp ạ. Sau đây em xin trình bày ca bệnh hội chẩn ạ. Bệnh nhân nam 39 tuổi, nghề nghiệp giảng viên, ngày vào viện mùng 7 tháng 7 2021, lý do vào viện khan giọng, tiền sử bản thân dị ứng của ghẻ, không hút thuốc lá, tiền sử gia đình chưa phát hiện bệnh lý liên quan. Về bệnh sử, bệnh nhân nhập viện cách nhập viện 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện khan giọng, thỉnh thoảng có tức ngực trái khi nằm nghiêng trái. Khám tại Đài Loan được chẩn đoán là u phổi trái, chưa được điều trị gì ạ. Khoảng một tuần nay bệnh nhân xuất hiện cảm giác nuốt vướng, thỉnh thoảng đau tức ngực trái khi nằm nghiêng trái, không ho, không sốt, không khó thở, không gây sút cân nên vào viện đi khám. Trong khám hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định về hô hấp, lồng ngực cân xứng, các khoang liên xương không giãn, gõ đục 1/3 trên phổi trái thông khí giảm 1/3 trên, phổi phải thông khí rõ, không nghe ran, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Về kết quả cần lâm sàng bọn em đã gửi tên hệ thống ạ. Chẩn đoán là u phổi trái ạ. Em xin đề nghị hội chẩn là chẩn đoán xác định trên bệnh nhân này và hướng điều trị ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn các thầy cô các bạn. Bây giờ xin phép mời thầy Linh cho xem hình ảnh chẩn đoán để cho các thầy lâm sàng có thể đưa ra các cái nhận định. Mời thầy ạ. Dạ vâng, chào các thầy cô. Đây là phim cắt lớp vi tính của bệnh nhân. Bệnh nhân trên cái cửa sổ nhu mô thì chúng ta có thể thấy tổn thương là một cái khối dạng tổ chức tương đối đặc, đồng nhất, bờ rõ, hơi không đều và tiếp giáp dính trực tiếp vào màng phổi cũng như là một phần của trung thất ở bên trái. Tổn thương thì không làm tắc các cái nhánh phế quản lớn. Đấy là xung quanh tổn thương thì không có các cái dấu hiệu của các cái tổn thương nhu mô khác và cũng không có các cái nốt vệ tinh. Ở trên cửa sổ trung thất trước tiêm thì chúng ta thấy thêm cái dấu hiệu là trong khối có một số các cái đám vùi hóa dạng đa hình thái. Sau khi tiêm, chúng ta phân tích luôn phim sau khi tiêm thì chúng ta thấy là cái tổn thương khối tổ chức đặc ở trong phổi này thì có một cái phần nó hoại tử và một phần lớn nó là tổ chức đặc bát thuốc. Đấy, vẫn thấy được lại dấu hiệu là tổn thương đã dính trực tiếp vào thành ngực, xâm lấn trực tiếp vào thành ngực và vào tiếp giáp vào cái thành của trung thất. Đấy, ngoài ra tổn thương khối này ra thì chúng ta có thể thấy cái vị trí nằm ở trước dưới quai động mạch chủ, tức là cửa sổ chủ phổi, thì chúng ta thấy cũng có khá nhiều hạch lớn và tính chất tương đối tương đồng giống như cái tổn thương gốc ở bên trong phổi. Đấy, tổn thương của cả hạch cũng có phần đặc và một cái phần nhỏ bắt đầu có cái dấu hiệu hoại tử và khá nhiều hạch nằm ở vị trí này. Các cơ quan bộ phận khác thì chúng ta thấy từ trên xuống dưới không có gì bất thường và trên cửa sổ xương cũng không có gì bất thường. Thế thì với cái hình ảnh này thì chúng ta nghĩ đến cái đầu tiên vẫn là một cái ung thư phổi nguyên phát ở vị trí ở thủy trên phổi phải và đã dính cả vào thành ngực, dính cả vào trung thất, như vậy nó thuộc giai đoạn T4 rồi. Thế và có cái hạch khá lớn ở rốn phổi, cũng đây hạch rốn phổi cũng như là hạch ở trung thất. Thế thì có thể xếp vào nhóm là giai đoạn T2 rồi, hiện tại thì chưa thấy dấu hiệu di căn. Ca này thì trước đây em cũng có trao đổi với một bạn bên chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện thành phố Hà Tĩnh thì các bạn ấy chỉ thắc mắc một phần nữa, đấy là tại sao trong một cái ung thư phổi nó lại có những cái phần vôi hóa như này. Thông thường thì ung thư phổi không vôi hóa. Thế thì cái dấu hiệu vôi hóa ở trong u phổi thì các bạn lưu ý là nó có thể gặp, đấy là cái thường gặp trong cái tình huống những cái vôi hóa, nhất nó nằm phía ngoại vi này này. Đấy là gì? Là cái ung thư phổi nó phát triển trên nền một cái tổn thương viêm hạt mãn tính cũ. Những cái tổn thương viêm cũ là những cái tổn thương thuận lợi gây ra u phổi. Thế và vì vậy thì cái phần vôi này là cái phần nằm trong cái đám viêm cũ. Thế vì vậy nên là một số ung thư phổi nó có thể gặp những cái vôi hóa nằm ở phía ngoại vi lệch tâm của cái u phổi đó. Thế ngoài ra thì trong một số tình huống chúng ta phải loại trừ những cái tổn thương mà có thể di căn từ nơi khác đến phổi và cũng có thể vôi hóa. Đặc biệt là ví dụ dạng vôi hóa này cũng có thể gặp trong những cái ung thư của đường tiêu hóa, nó di căn lên. Thế rồi là các cái tổn thương carcinoid cũng có thể gặp ở trong trường hợp này. Thế còn nếu mà tổn thương lành tính thì chúng ta có thể gặp một cái tổn thương là hamartom thì cũng có vôi hóa. Hamartom thì vôi hóa cũng có thể có những cái dạng vôi hóa
đa hình thái như thế này, người ta gọi là vôi hóa dạng bỏng ngô nằm ở bên trong. Thế tuy nhiên hamartom thì nó lại không có dấu hiệu hạch, vì nó là cái tổn thương lành tính, nó lại tổn thương, nó không có hạch. Thế thì đấy là cái phần phân tích về chẩn đoán hình ảnh. Thế còn trước đây thì các bạn cũng có hỏi là như vậy thì cần làm gì thêm gì để chẩn đoán, thì cái này thì khá kinh điển rồi, tại vì tổn thương đã dính vào thành ngực nên các bạn hoàn toàn có thể sinh thiết thành ngực để các bạn đi đến cái chẩn đoán cuối cùng. Xin hết về mảng chẩn đoán. Cảm ơn thầy Linh. Xin phép mời cô Hằng, thì ngoài cái phân tích của thầy Linh ra thì chúng ta có thể còn chẩn đoán gì nữa không, phân biệt nữa không cho bệnh nhân này, mời cô. Dạ vâng ạ. Kính thưa các thầy các cô cùng các anh chị đồng nghiệp, thì đúng như là thầy Linh nói thì là em cũng xin là hoàn toàn thống nhất với ý kiến của thầy Linh. Tuy nhiên thì về mặt đấy là về mặt hình ảnh, chúng ta dựa trên kinh nghiệm chúng ta những cái mà tổn thương thường gặp nhất thì chúng ta nghĩ đến là bệnh lý là khối u. Tuy nhiên u phổi thì còn có thể có nhiều nguyên nhân khác, từ những cái bệnh lý lành tính, và chúng em cũng đã có từng gặp rất một số các trường hợp bệnh nhân mà gì về mặt hình ảnh chúng ta nghĩ rất nhiều đến những cái bệnh lý ác tính, nhưng thực chất là gì, là có thể là lao phổi, có thể là bệnh lý do ký sinh trùng. Vì thế bằng chứng mà chúng ta cần nhất ở những trường hợp bệnh nhân này đó là bằng chứng về mô bệnh học, và chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh thì chúng ta mới kết luận. Thì em cũng muốn trao đổi thêm với các bạn đồng nghiệp ở bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh ạ. Tức là chúng ta thứ nhất là có một số những cái đặc điểm của cái tổn thương khối u này đến khiến chúng ta phải nghĩ đến việc là liệu cái tổn cái liệt, tức là cái nói khàn của bệnh nhân có liên quan đến cái liệt dây thanh không, và nhờ các bạn chắc là sẽ phải đánh giá lại về cái vận động của dây thanh. Trong cái phần mô tả về khám tả nội soi tai mũi họng thì cũng chưa thấy các bạn mô tả đến cái phần vận động của dây thanh. Đấy là cái thứ nhất ạ. Cái thứ hai là bệnh nhân này có rất nhiều các cái khối hạch khá lớn ở trong lòng trung thất, vậy thì hạch ở ngoại vi bệnh nhân có hay không ạ? Vì nếu như mà có hạch ngoại vi, chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá và có thể tiếp cận, thì đấy là cái phương án mà tiếp cận là đơn giản nhất và ít nguy cơ tai biến nhất cho bệnh nhân, mà chúng ta vẫn có thể đạt được cái mục tiêu là có thể có chẩn đoán bệnh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba là để có thể chẩn đoán được thì ngoài những cái nguyên nhân, ngoài cái khả năng là chúng ta sinh thiết xuyên thành ngực, thì cũng có thêm một số các cái bằng chứng chúng ta cần phải tìm, bằng chứng về vi sinh. Vì thế mà cái việc là lấy đờm làm xét nghiệm rồi nội soi phế quản chẩn đoán là việc mà chúng ta cần thiết để phải thực hiện cho bệnh nhân này. Việc nội soi phế quản ngoài việc đánh giá là trong lòng đường thở có tổn thương hay không, phối hợp để sinh thiết trong lòng đường thở thì các cái bằng chứng vi sinh, ví dụ bệnh nhân những cái bằng chứng về lao, làm AFA đờm, làm xét nghiệm G-Spurt hoặc PCR lao, MGIT, cái MGIT với cái vi khuẩn là cái chúng ta cần phải thực hiện ở những trường hợp bệnh nhân này. Thế còn sinh thiết phổi thì khi mà đã thực hiện tất cả những cái xét nghiệm từ đánh giá về hạch ngoại vi cho đến nội soi phế quản mà chúng ta chưa có được chẩn đoán, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc sinh thiết xuyên thành ngực, có thể dưới hỗ trợ của việc siêu âm. Bệnh nhân này cái khối rất sát về thành ngực rồi ạ, hoàn toàn có thể làm dưới hướng dẫn của siêu âm mà không nhất thiết phải là dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính. Đấy ạ, thì đấy là những cái bước mà chúng ta có thể tiếp cận để có được chẩn đoán bệnh từ bệnh nhân này ạ. Rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta biết là bao giờ cũng phải xuất phát từ lâm sàng và chúng ta đề ra các cái hướng để đưa ra chẩn đoán. Tôi cũng có câu hỏi, cũng định hỏi, nhưng mà cô Hằng đề xuất rồi. Vì thật ra là cái dấu hiệu bệnh nhân này chủ yếu người ta vào viện vì khàn tiếng rồi, cũng không phải vì gầy sút hay là vì ho ra máu. Thế bây giờ chúng ta phải lý giải trên cái phim của thầy Linh không có cái hình ảnh cái u này nó chèn gây quằn ngược. Vâng, thì bây giờ tôi muốn chia sẻ của bác sĩ Thu xem chúng ta chẩn đoán phân biệt cái việc là cái tổn thương tại chỗ và tổn thương do chèn ép ở trên cái dây thần kinh quặn ngược ở trên hình ảnh nội soi tai mũi họng. Các bạn có gửi lên đấy, có thể đẩy được hình ảnh nội soi lên không ạ? Dạ. Vâng, mời cô Thu ạ. Dạ vâng, em xin phép ạ. Thì các bệnh nhân này đến vì chúng ta chủ yếu là khàn tiếng, gặp đầu tiên là khàn tiếng. Thế và trên phim thì có kèm theo một cái u phổi, thì bao giờ như bác sĩ Hằng đã nói đấy ạ, chúng ta cũng phải kiểm tra xem là nó có liệt dây thanh hay không. Thế thì trên này các bạn ấy có soi thì các bạn ấy có mô tả ấy, trên cái hình ảnh mà các bạn ấy gửi, và là một thứ hai là cái phiếu nội soi các bạn có mô tả là dây thanh không có liệt, di động bình thường. Thế trên nhưng mà, hình trên màn hình đấy ạ, có vâng ạ, đây các bạn ấy có ghi đấy ạ, dây thanh nề di động bình thường, nhưng mà xoang lê bên trái thì lại đầy hơn so với bên phải một chút. Thế nhưng mà về theo kinh nghiệm của em ý, thì em cũng đề nghị là các bạn ý nên soi lại tai mũi họng một lần nữa, vì trong cái phim như thế kia thì có vẻ như là cái sụn vẽo nó hơi lệch một chút ấy, nó không được cân đối đâu ạ. Thì có thể là cái bên trái nó cũng đã có liệt rồi, nhưng mà vì là có thể là liệt nhẹ thôi cho nên các bạn ý bỏ qua, bỏ sót, không đánh giá được. Thế còn tất cả như chúng ta đã biết ý, cái dây thần kinh thanh quản cặt ngược thì nó bắt đầu từ trung thất, sau đó thì nó sẽ tách ra và đi xuống dưới cung động mạch chủ. Thì lúc nãy như bác sĩ Linh có nói là có cái hạch ở đó,
cũng có thể là khả năng có thể là do chèn. Vâng. Nhưng mà trên tổn thương ở trên với dưới thì chúng ta có sự khác biệt gì không? Thí dụ như là tổn thương tại chỗ nó gây liệt. Tổn thương ở do dây thần kinh vặn ngược từ phía dưới. Đấy là tôi không phải bác sĩ tai mũi họng, tôi cứ đặt vì tôi có một trường hợp tôi bít ống động mạch cho một cháu bé mà sau đó bị khản tiếng luôn. Dạ. Nên là cái vị trí nó nằm rất xa nhưng mà có những cái trường hợp cái đường dây thần kinh vặn ngược đi bất thường đến tận chỗ gần động mạch phổi và cũng là bị liệt, thì liệu chúng ta có dấu hiệu lâm sàng với cả vâng. Và cả ở trên cái phị soi có gợi ý không? Vâng. Trên soi thì chúng ta không thể định khu được nó là cái vị trí nào nó bị liệt ạ. Chỉ có thể phân biệt được là cái tổn thương tại chỗ của cái dây thanh. Vâng, đấy thì có thể thấy được tổn thương tại chỗ không? Tại chỗ của dây thanh, ví dụ như u ở thanh quản hoặc là u ở xoang lê hoặc là u ở những vùng lân cận đấy chèn ép vào thôi. Thế còn những cái đường đi của nó, dọc cái đường đi của nó thì buộc chúng ta phải tìm và chúng ta nghĩ đến. Ví dụ như là bệnh nhân có liệt dây thanh một bên mà chưa biết là nguyên nhân gì chẳng hạn, thì mình phải tìm hết tất cả xem là trung thất có vấn đề gì không, phổi có sao không, rồi là thực quản có sao không, tóm lại tuyến giáp và các thứ nữa. Vâng, cảm ơn cô Thu. Dạ. Thế Linh có thể chia sẻ lại hình ảnh để có thể nghi ngờ những hình ảnh cái hạch của trung thất có thể chèn vào đường đi của dây quạt ngược không? Dạ, báo cáo thầy Hiếu và các thầy cô. Thực ra thì một trong những cái dấu hiệu mà sớm, cũng không phải là sớm, nhưng một số trường hợp dấu hiệu mà người ta phát hiện ra hoặc là u của trung thất hoặc là các hạch di căn ở trung thất, ung thư phổi, ung thư khác lại là dấu hiệu là liệt dây thần kinh quạt ngược. Nên lý do là cái dây thần kinh quạt ngược ở bên trái nó lại vòng ở dưới quai động mạch chủ nó đi vào. Và chính cái vị trí đấy là cái vị trí mà thầy Hiếu nói là cái cửa sổ chủ phổi, là cái nơi mà có thể có cái ống động mạch, nếu mà cái nó thầy nút bằng các dù nó to quá nó có thể chèn ép vào đây. Thì đấy là chính là cái vị trí có thể gây ra chèn ép vào dây thần kinh quạt ngược. Thế và riêng đối với bệnh nhân này thì cái hình ảnh hạch nó lại rơi đúng vào cái vị trí mà có thể liên quan đến cái đường đi của dây thần kinh quạt ngược, nó nằm ở khu vực này. Đấy, thì đúng vào cái khối hạch nó nằm đây. Vâng. Đấy, chúng ta có thể thấy, thầy zoom lại cho mọi người thấy rõ. Vâng. Vâng, đúng ở ngay cạnh cửa sổ phía chủ đấy. Vâng. Vâng, đây cái đường dây quạt ngược khả năng nó nằm ở đây đấy. Thế thì chúng ta sẽ đây chính cái khối hạch đây nó sẽ tì trực tiếp vào. Thế còn phía dưới đây chính là cửa sổ chủ phổi, đây thân chủ và thân phổi và đây quai chủ. Đấy, thì nằm đúng ở cái vị trí này. Vâng. Là cái vị trí mà rất hay liên quan đến dây thần kinh quạt ngược đấy. Vâng, cảm ơn thầy Linh. Vậy chúng ta học thêm được rất nhiều điều. Vâng, bây giờ thì khả năng bác tính chắc phải lên đến hơn 90% rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta có bác sĩ U Biếu đây, thì ngoài cách tiếp cận mà chị Hằng đã đề xuất thì anh Hậu có thể cho chúng ta thấy con đường tiếp theo đi để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Mời thầy Hậu ạ. Kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Trước khi em đi vào điều trị thì em cũng có một cái chia sẻ một chút cái kinh nghiệm về chẩn đoán ung thư phổi. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn khám chụp các lớp vi tính có một cái khu phổi trái kết hợp với là bệnh nhân có khản tiếng, thì hai cái đấy cộng vào nó phải lên đến 95% nó là một cái ung thư phổi. Tôi nói 90, thế là 95. Nó khác ung thư phổi phải. Các bạn lưu ý là nó khác ung thư phổi phải với cái dây thần kinh thanh quản quạt ngược bên trái, nó đi sâu xuống trung thất, nó đến phía dưới của tĩnh mạch phổi dưới bên trái thì nó quạt ngược lên. Thì khi mà cái ung thư phổi ở bên trái nó có hạch trung thất ở nhóm 5, nhóm 6 đó thì nó có thể nó tổn thương cái dây thần kinh thanh quản quạt ngược để nó gây khản tiếng, còn bên phải thì không có. Cái thứ hai nữa là về chẩn đoán thì như cô Hằng chuyên khoa hô hấp đã trao đổi với các bạn, cái này các bạn nếu mà có hạch thượng đòn thì các bạn nên xin thiết hạch thượng đòn để chẩn đoán, thì nó sẽ là một cái phương pháp tiếp cận nhẹ nhàng nhất. Trong trường hợp mà các bạn khám hạch ngoại vi không có thì các bạn sẽ cân nhắc cái chuyện mà sinh thiết kim xuyên thành ngực. Thì đây là một cái phương pháp mà tương đối dễ dàng đối với trường hợp bệnh nhân này. Bệnh nhân này khối u nó khá là to, nó xâm lấn vào thành ngực, cho nên các bạn sinh thiết thì nó cũng dễ làm và an toàn. Thì nếu mà sau khi có giải phẫu bệnh khẳng định là ung thư thì chúng ta cần phải làm thêm một vài cái động tác nữa trước khi chúng ta đưa ra một cái chiến lược điều trị. Thứ nhất là các bạn phải làm thêm cái hóa mẫu miễn dịch để khẳng định cái ung thư này nó là ung thư phổi thuộc cái típ tế bào nào. Vì trong ung thư phổi các bạn biết nó có hai cái nhóm tế bào chính, tế bào nhỏ và tế bào không nhỏ, nó khác nhau hoàn toàn về cái tiên lượng và chiến lược điều trị. Cái thứ hai nữa là các bạn ở cái giai đoạn này thì các bạn có thể làm thêm những cái sinh học phân tử để phục vụ cho cái điều trị sinh học về sau. Và cái thứ ba là một cái cực kỳ quan trọng đối với một cái bệnh tiến triển tại vùng
khá là lớn như thế này, các bạn phải đánh giá giai đoạn một cách rất là kỹ càng. Vì nếu mà trong trường hợp không có di căn xa ở đâu thì bệnh nhân này có thể xếp vào một giai đoạn 3B. Tuy nhiên những cái giai đoạn mà u nó to như thế này, nhiều hoạch trung thất thế này thì cũng có thể nó sẽ di căn ở những cái cơ quan xung quanh nó. Tôi nói ví dụ như là một cái ung thư phổi giai đoạn này có thể rất dễ di căn gan, di căn tuyến thượng thận, di căn não, di căn xương. Bốn cơ quan đó các bạn phải tìm và chú trọng tìm nó thì mình mới phát hiện được ra là có di căn xa hay không. Đấy, thì trong trường hợp không có di căn xa thì bệnh nhân này giai đoạn 3B thì chiến lược điều trị của chúng ta cái này thì sẽ không còn cái chỉ định phẫu thuật ngay từ đầu. Thì cái chiến lược là chúng ta sẽ điều trị hóa chất và tia xạ trước, có thể là đồng thời hoặc xen kẽ. Đấy, mục đích là chúng ta điều trị tiền phẫu để cho cái khối u nó giảm kích thước, giảm mức độ xâm lấn. Sau đó, sau khi điều trị xong thì chúng ta có thể đánh giá lại xem là bệnh nhân còn khả năng phẫu thuật được thứ hai hay không. Nếu mà có khả năng phẫu thuật thứ hai thì các bạn sẽ phẫu thuật. Còn nếu mà bệnh nhân đáp ứng kém hoặc không đáp ứng thì chúng ta sẽ tiếp tục hóa chất với tia xạ với mục tiêu là điều trị triệt căn. Còn nếu bệnh nhân này có di căn xa ở đâu thì chúng ta hoàn toàn điều trị triệu chứng đơn thuần, có thể dùng hóa chất hoặc là những cái thuốc điều trị sinh học. Và có hết ạ. Vâng, thế còn thuốc đích? Vâng, thuốc đích nó chính là cái thuốc điều trị sinh học đấy. Sinh học. Vâng, thì áp dụng cho bệnh nhân giai đoạn di căn. Vâng, cũng nên chia sẻ vì kinh nghiệm của bác sĩ Hậu, vì hiện nay cũng rất nhiều bệnh nhân, vì bệnh viện Đại học Hà Nội hiện nay chúng tôi cũng rất nhiều bệnh nhân giai đoạn quá 3B đến, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có những cái niềm hy vọng cho người bệnh, một số trường hợp mà có đột biến và chúng ta đáp ứng với cả điều trị thuốc đích thì cũng có thể có tiên lượng rất tốt. Thì hiện nay cái tỷ lệ tôi muốn hỏi thì tỷ lệ mà có đột biến là trung bình khoảng bao nhiêu phần trăm trong bệnh nhân của thầy? Và có thầy Hiếu với lại các quý vị đồng nghiệp là hiện nay với sự phát triển rất là lớn mạnh của cái chuyên ngành sinh học phân tử thì đã tìm được ra rất nhiều những cái đột biến liên quan đến cơ chế hình thành và điều trị trong ung thư phổi. Thì trước đây thì chúng ta chỉ tập trung vào một cái đột biến, là đột biến hay áp dụng, đó là đột biến EGFA. Thì đến bây giờ người ta đã tìm được trên 5 cái đột biến nữa để chúng ta có thể điều trị tiếp bằng sinh học phân tử. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng những cái đột biến gen trong ung thư phổi thì nó lại hay tập trung ở cái nhóm ung thư phổi tế bào tuyến. Thì nó không áp dụng, nó không có nhiều đột biến trong ung thư phổi tế bào vẩy và tế bào nhỏ. Thì trong cái nhóm ung thư tế bào tuyến trong ung thư phổi thì nói chung nó chiếm đến khoảng 40% trong tổng số lượng ung thư phổi. Và trong cái số ung thư biểu mô tế bào tuyến thì nó có khoảng 45-50% là mình đã tìm được ra những cái đột biến gen. Và từ cái đột biến gen đó thì mình sẽ có những cái thuốc sinh học phân tử hay là thuốc nhắm trúng đích để phù hợp với cái đột biến đó. Như vậy là chúng ta cũng có nhiều các cơ hội để cho những bệnh nhân trước đây mà chúng ta nghĩ đây là end stage rồi, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn thầy Hậu. Các bạn Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh có câu hỏi gì không ạ? Dạ, bọn em không có câu hỏi gì ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy, các anh chị. Vâng, xin phép chúng tôi...